là một đầu bếp. Trong lúc nấu ăn, tôi đột nhiên bị nổ, bất ngờ xuyên không đến thế giới tu tiên. Tưởng rằng có thể đổi thân phận làm nên nghiệp lớn, nhưng không ngờ xuyên qua đây vẫn là đầu bếp. Vì có hệ thống gia trì, món ăn tôi nấu còn có tác dụng đặc biệt. Cả tông môn đều sôi sục, từ lão tổ thái thượng lão quân đến tạp dịch đệ tử bên dưới đều vì một miếng ăn mà phát cuồng. Anh đang làm gì vậy? Món này gọi là mì trộn. Này, em chảy nước miếng kia. Xin lỗi, thơm quá nên em không nhịn được. Thật ngại quá. Anh có thể nấu cho em một bát được không? Em thật sự rất muốn ăn. Anh còn chưa ăn, nếu em không chê. Không chê, không chê đâu. Ngon quá, ngon quá. Em ăn kiểu đó không đúng, phải trộn đều trước. Trộn gia vị và sợi mì lại với nhau. Cô gái nghe xong, lập tức trộn đều mì và nước sốt. Ăn một miếng mì trộn sau khi trộn, trong mắt cô gái lóe lên tia sáng vàng, sau đó như cơn gió cuốn. Cái miệng nhỏ nhắn kia, giờ phút này như hóa thành vực sâu khổng lồ. Ăn từ từ thôi, không ai giành với em đâu. Anh có thể nấu thêm cho em một bát nữa không? Thật sự ngon quá. Đưa bát đây. Lúc nãy Lương Thành có nấu nhiều hơn một chút, thế là hai bóng người lớn nhỏ ngồi cạnh nhau trước cửa bếp. Húp mì ừng ực. Bình thường em không ăn nhiều thế này đâu. Hôm nay tại anh nấu ngon quá. Em nhất thời không kiềm chế được. Có gì đâu mà ngại. Em thích là được rồi. Tất nhiên em thích rồi. Đây là món ngon nhất em từng ăn. Chỉ là sau này em còn đến được không? Đây là nhà bếp của Thần Kiếm Phong, vốn dĩ là nơi nấu ăn cho đệ tử Thần Kiếm Phong. Em có thể đến bất cứ lúc nào. Hóa ra đây chính là nhà bếp à? Trước giờ em không biết. Vậy là đã nói rõ rồi nhé. Từ nay em sẽ đến mỗi ngày. Tâm trạng vui vẻ, cô bé vừa nói xong liền bước ra cửa. Đúng rồi, em tên Lục Du Du. Cảm ơn anh đã mời em ăn. Mì trộn đã nhận được một đánh giá tốt từ Lục Du Du. Tiến độ hiện tại 1%. Phần thưởng tăng 1 điểm thiên phú, tăng 1 điểm tu vi. Đạt 100 đánh giá tốt sẽ mở khóa các món ăn khác. Cùng lúc đó, từ khắp nơi trên Thần Kiếm Phong, các đệ tử tạp dịch từng nhóm 3 đến 5 người tiến về phía nhà bếp. Những người này vì nhiều lý do khác nhau định đến nhà bếp ăn một bữa. Trước cửa nhà bếp, Lương Thành đã bày sẵn một nồi lớn, còn khiêng đến một cái bàn lớn. Bên cạnh bàn lớn, để sẵn một bát lớn đầy ắp nước sốt, cùng với hành lá, dưa chuột và các loại nguyên liệu khác. Để giữ được hương vị, Lương Thành đợi bạn bè đến, nấu tại chỗ ăn liền, vị của mì tự nhiên sẽ ngon hơn. Chẳng bao lâu, nhóm đệ tử tạp dịch đầu tiên gồm 3 thanh niên cùng đến. Lương Thành sư đệ, đệ đang làm gì vậy? Phát minh ra một món ăn mới, đặc biệt làm ra để các huynh nếm thử. Ba người phải không? Để đệ nấu, chút nữa là xong. Khi khoảng cách gần lại, ba người đều ngửi thấy một mùi thơm, ánh mắt lập tức khóa chặt vào bát nước sốt kia. Biểu cảm trên mặt thay đổi, mùi thơm này khiến ba người thèm nhỏ dãi. Con sâu tham ăn trong bụng lúc này hoàn toàn nổi loạn. Lương Thành sư đệ, đây là do đệ làm à? Đúng vậy. Bọn huynh có thể nếm thử được không? Ba vị sư huynh đừng nóng vội, nước sốt này phải ăn kèm với mì mới ngon. Đệ sư đệ ơi, nước miếng của huynh nhỏ lên giày đệ rồi. Sư huynh cũng ướt cổ áo rồi còn gì. Lương Thành sư đệ, chưa xong à? Thêm một chút nước nữa là được rồi. Ba vị sư huynh đừng nóng vội mà. Sao mà không nóng vội được chứ? Câu nói ăn cơm không tích cực, làm người có vấn đề đấy. Lương Thành sư đệ, tôi thấy cũng cần được rồi nhỉ. Tôi thích ăn mì hơi cứng một chút. Vì miếng nước sốt này, ba người đã hoàn toàn không còn giới hạn. Trong lúc ba người đang chờ đợi, các đệ tử tạp dịch khác cũng lần lượt đến. Sau khi ngửi thấy mùi thơm của nước sốt, ai nấy cũng đều không bình tĩnh nổi. Mùi vị này đối với họ thực sự là không thể cưỡng lại. Mì của ba vị sư huynh đến trước đã chín. Khi ba người trộn đều, mùi thơm càng nức mũi. Nhìn mà mọi người xung quanh đều chảy nước miếng. Trời ơi, thơm quá đi. Không biết là vị gì nữa. Khi ba người gắp một miếng đưa vào miệng, tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi, chờ câu trả lời của ba người. Ngon hay không thì nói một câu đi chứ. Ba người không trả lời, mà ngay lập tức hóa thân thành vực sâu khổng lồ. Mì trong bát liên tục bị ba người hút vào miệng như cơn bão. Cảm giác đó như thể đói mấy ngày rồi vậy. Mọi người có mặt làm sao không biết. Mì trộn này chắc chắn ngon tuyệt. Từng người điên cuồng vây quanh Lương Thành, nóng lòng chờ đợi bát mì của mình. Thoáng chốc, cả sân nhà bếp đầy tiếng la hét. Lương Thành sư đệ, cho huynh thêm nhiều vào nhé. Sư huynh gần đây luyện thể, lượng ăn khá lớn. Anh hôm qua không phải nói muốn chuyển sang luyện đan sao? Con định chuyển đến Ngạo Vương Phong cơ mà. Luyện cái giám ấy. Sư đệ đừng nghe hắn. Sư huynh gần đây luyện khí, cho huynh bát to vào. Sư đệ xong chưa vậy? Đệ xem mì đã nổi lên rồi kìa. Được rồi, được rồi. Sư đệ, sư huynh không thích đồ chín, đệ cho huynh mì sống luôn là được. Huynh thích ăn sống. Hơn chục người vây quanh Lương Thành la hét. Lương Thành hoàn toàn không bị ảnh hưởng, vẫn từ tốn nấu mì. Chẳng bao lâu mẻ mì thứ hai ra lò. Các vị sư đệ, tôi nghĩ là Đạo Nghĩa Tông chúng ta vốn có truyền thống tôn lão ái ấu, cho nên mì trộn này. Vị sư huynh này còn định nói gì nữa, nhưng lời chưa dứt, đám đông sư đệ hét lớn một tiếng, này lập tức xông lên, trực tiếp đẩy anh ta ra khỏi đám đông. Tôi đến trước, có biết nguyên tắc đến trước đến sau không hả? Anh không nghe sư huynh vừa nói phải tôn lão ái ấu à? Tôi là sư huynh, bát mì này anh phải nhường cho tôi. Không được, cái khác thì không sao, nhưng bát mì trộn này nhất định phải là của tôi. Sư đệ, huynh cho đệ một viên đan luyện thể. Đệ, nhường bát mì trộn này cho huynh ăn trước nhé. Tôi cho đệ hai viên. Sư huynh buông tay ra, vì một bát mì trộn, các sư huynh đệ thậm chí không tiếc dùng một viên đan luyện thể để đổi. Phải biết rằng đan luyện thể này chính là đan dược tu luyện bắt buộc của tu sĩ luyện thể cảnh. Với tư cách là đệ tử tạp dịch, mỗi tháng họ cũng chỉ có 10 viên. Vậy mà bây giờ chỉ để đổi lấy một bát mì trộn này. Lúc này một bát mì trộn lớn đã bị ba người ăn hết. Sau khi ăn xong một bát, ba người không chút do dự, nhanh chóng bước đến trước mặt Lương Thành. Lương Thành sư đệ, cho thêm một bát nữa. Câu nói vừa thốt ra, những sư huynh đệ khác vốn đang giành giật mì trộn, ánh mắt lần lượt nhìn về phía ba người, mỗi người đều lóe lên tia nhìn nguy hiểm. Sư huynh nghĩ bây giờ các đệ nên xếp hàng.
để các sư huynh đệ chưa ăn được ăn trước. Các đệ thấy sao? Trong phút chốc, áp lực từ hơn 20 sư huynh đệ khiến ba người giật mình, vô thức nuốt nước bọt. Lý Chí Mạch bảo lúc này nên nghe lời sư huynh, nhưng miệng lại không kiềm chế được mà nói. Nhưng mà sư huynh, em vẫn muốn ăn. Đồng thời, đã có các đệ tử khác giành được mì trộn, học theo cách của ba người, trộn đều rồi ăn một miếng. Cả người ngay lập tức như được thăng hoa. Lương Thành sư đệ, cho thêm một bát nữa, lấy bát to ấy. Tôi nữa. Sư tỷ, sư muội nói mấy người này bị sao vậy? Không biết nữa. Kệ đi, ăn trước đã. Xin lỗi nhé, sư tỷ chỉ còn một bát thôi. Nếu muội thực sự đói, tỷ còn một quả chuối, sợ là muội ăn không quen. Nghe lời này, hai cô gái hơi nhíu mày. Đúng lúc hai người còn đang nghĩ có nên đổi chỗ ăn không, các đệ tử bên cạnh lần lượt hưng phấn. Chỉ còn một bát nữa thôi, Lương Thành sư đệ, nấu đi, sư huynh còn ăn được nữa. Bát cuối cùng này là của ta. Mong các vị sư đệ cho ta chút mặt mũi. Ta nguyện ra hai viên đan luyện thể. Bát mì này các vị sư huynh đệ hãy nhường cho ta đi. Hai viên à? Ta cho ngươi ba viên, ngươi nhường cho ta được không? Chúng ta là tu sĩ, sao có thể vì mấy viên đan dược mà khuất phục? Các vị sư đệ, bát mì cuối cùng hôm nay, sư huynh ta nhất định phải ăn. Lương Thành sư đệ, bát mì cuối cùng này để ta ăn đi. Sư huynh quên quy định vừa nói rồi à? Hai vị sư tỷ mới đến, họ còn chưa ăn, nên phải đợi họ ăn xong mới đến lượt các huynh. Ai đến trước được trước, cấm giành giật. Hai vị sư muội, hay là bát mì này các muội nhường cho sư huynh đi. Sư huynh lấy ba viên không? Năm viên đan luyện thể để đổi. Thật ra, sư huynh đã 5 ngày không ăn cơm rồi. Hai vị sư muội, vì tình đồng môn, hãy nhường bát mì này cho sư huynh đi. Sư huynh mắc bệnh không ăn mì sẽ chết. Thật đấy, tuyệt đối không lừa đâu. Hai vị sư muội nói xem, đệ tử đạo nhất tông không nói dối, lời sư huynh nói đều là sự thật. Được rồi được. Lương Thành sư đệ, nấu đi nhanh lên. Sư muội các người ngốc quá. 5 viên đan luyện thể đổi một bát mì trộn. Các người có biết quyết định này của các người ngốc đến mức nào không? Vẫn còn thiếu rèn luyện, quá đơn thuần rồi. Đúng vậy, biết người biết mặt không biết lòng. Đối mặt với mì trộn của Lương Thành sư đệ, cho dù là anh em ruột cũng không thể tin được. Chẳng phải chỉ là một bát mì trộn thôi sao? Sao họ nói nghe huyền bí thế? Hơn nữa một bát mì trộn đổi 5 viên đan luyện thể, nhìn thế nào cũng không thiệt mà. Khi vị sư huynh kia cầm bát mì trộn lên bắt đầu khuấy, mùi thơm tỏa ra bốn phía, hai cô gái ngay lập tức cảm thấy thiệt thòi, nước miếng không kìm được mà chảy ra. Hai cô gái ngay lập tức nhìn về phía người đang cầm bát mì. Sư huynh với khuôn mặt ngốc nghếch cười, cảm thấy viên đan luyện thể trong tay không còn thơm ngon nữa. Sư muội nói lời giữ lời nhé, các em đã nhường bát mì này cho anh rồi. Này sư huynh, hay là chúng em trả lại viên đan luyện thể cho anh? Đừng có mơ. Không cho hai cô gái cơ hội nói một câu, bắt đầu ăn mì một cách ngon lành. Để ủng hộ kinh phí cho kênh, mọi người hãy subscribe và cày view hoặc donate cho mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ kênh.